được sinh ra với sứ mệnh che chở cho những người con ưu tú của người Do Thái trên đường ra tiền tuyến. Chúng mang trong mình công nghệ phòng thủ đỉnh cao của thế giới hiện đại, đủ sức tồn tại nguyên vẹn trong môi trường tác chiến dày đặc các loại bom mìn hay đạn tên lửa. Vâng, chúng tôi đang nói về những cỗ thiết giáp Nemr, loại xe thiết giáp nặng nhất thế giới, một trong những niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Israel.